Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện Motor Điện. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn là một cái mẫu bánh xe nông nghiệp có đường kính 40 cm, bản rộng 15 cm, và tim bánh thì có thể sử dụng cho loại 4 chéo 4 10 chéo 7 11 và chéo 8 10 và chéo 8 11, các thông số bánh đặc các bạn nhé.